tên là Nguyễn Xuân Trường. Hiện nay tôi sinh sống ở số nhà 22, phố Lê Xoay, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cách đây 3 năm thì tôi có làm ngôi nhà ở mặt phố Lê Xoay. Vì điều kiện kinh doanh, tôi không có làm nhà biệt thự trong xóm được. Đâm nhưng mà cái quan điểm sống của tôi thích ngôi nhà nó hướng ngoại, nó hoài cổ một tí. Thì tôi làm ra ngôi nhà này. Khi làm xong ngôi nhà để đưa vào hoàn thiện thì tôi cũng không biết là trong cái thời gian mua sắm vật dụng trong nhà thì tôi cũng đã có những lúc tôi liên tưởng đến những bức tranh nhưng nó không phù hợp trong ngôi nhà. Thì tôi tìm đến những tranh gỗ. Tranh gỗ thì tôi có những cái nó hoài cổ, nó phù hợp ngôi nhà tôi đang ở. Sau đấy thì cũng qua nhiều cái sự giới thiệu của bạn bè rồi trên trang web thì tôi tìm đến bạn Quân, xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Sau đấy thì cũng qua một vài lần qua lại xem xét tìm hiểu thì tôi quyết định đặt bạn Quân đến hai cái bức tranh khổ lớn bằng gỗ nguyên khối làm bằng tay, chứ tôi không chấp nhận cái sự làm máy. CNC là tôi không ok, đòi hỏi tôi đặt vấn đề là như thế. Thì sau đấy thì bạn Quân có giới thiệu với hai tác phẩm này cho tôi. Sau khi treo được cũng được 3 năm từ kể từ khi khai sinh ra ngôi nhà này, quá trình sử dụng tôi cũng thấy là ưng ý. Sau này thì có bạn bè gì nữa thì lại giới thiệu cho bạn Quân. Thích tranh gỗ bởi vì là nói thực ra là tôi rất thích những cái gì là hoài cổ. Khi tôi làm ngôi nhà này vẫn hướng đến cái sự hoài cổ đấy. Thì tôi cũng đã tìm đến tranh đồng hồ nhưng lại là tranh giấy. Làm nên một cái khuôn đấy thì nó cũng không hợp lý lắm. Thì tôi quyết định tôi bạo chi một tí. Tôi mua tranh gỗ này thì từ khi treo lên đây thì cũng ưng ý cho cả gia đình cũng như là khách đến chơi. Họ rất là ưng, rất là thích sử dụng. Thực ra thì nó mang lại sự thoải mái cho cái ngôi nhà, cho người sử dụng ngôi nhà này. Nên nó có sự ấm cúng của cái không gian, nó có sự thoáng mát của không gian. Nó có một cái gì đấy nó rất là đẹp đẽ, nó nhẹ nhàng, nó không có xô bồ. Khi hết giờ làm việc tôi lên đây thì tôi thấy nó rất là thoải mái của không gian của mình. Và tôi cảm thấy nó ưng ý thực sự. Tôi cũng giới thiệu cho bạn Quân một vài người, họ cũng đã đặt. Họ đặt và họ cũng ưng ý đó. Sau khi người ta cũng rơi vào tình trạng cân nhắc giữa tranh gỗ, rồi là tranh gỗ, tranh vẽ. Tranh vẽ bằng cái gọi là tranh 3D, vẽ màu. Đấy, rồi những tranh theo, cuối cùng người ta cũng chọn. Nhưng mà người ta chọn thì đều người ta ưng ý hết cả. Nó rất hợp với không gian của gia đình, cộng với cái sự tư vấn của bạn Quân để lắp đặt được hai cái tác phẩm vào cái vị trí của nó. Nó tạo lên sự ấm cúng, sự hoài cổ về cái bản sắc, về cái thẩm mỹ của ngôi nhà. Đâm tôi cũng rất là thấy thoải mái, rất là vui. Thì con người ta sinh ra và lớn lên, trường tồn, sinh con đẻ cái. Có bức tranh bách tử này thì nó thể hiện là cái sự ấm cúng, cái sự đoàn kết của các thành viên trong ngôi nhà. Và con người ta cũng hướng đến cái tuổi thọ. Thì tôi đặt bức tranh phía sau đây. Thực ra là gia đình thì cũng qua tư vấn, cũng qua tìm hiểu của các thầy phong thủy thì tôi đặt bạn Quân làm hai bức tranh này và treo lên thì tôi thấy ưng ý về cái mặt thẩm mỹ, về cái sự sang trọng của ngôi nhà. Còn về phong thủy thì tôi thấy nó thoải mái, nó không có cái vấn đề gì nó phạm, tôi thấy rất là vô tư, ưng ý. Bức tranh bách tử có nghĩa là bách là 100. 100 bé, bé. Tử là con. 100 bé, 100 bé con. 100 đứa con. Học hành, tấn tới. 100 đứa con ở đây nó lại mang cả một cái ý nghĩa là to lớn. Nó là cả một cái sự lâu dài, nối tiếp. Trường tồn. Không ai để được 100 đứa con. Nhưng mà sẽ có một dòng họ có được 100 đứa con. Đoàn viên, sự đoàn viên. Có sự đoàn viên. Chính vì như thế cho nên là ngay từ ban đầu là anh chị đưa ra ý tưởng là anh có những cái thiết kế riêng vào trong cái tác phẩm để cho phù hợp.
Theo em thì hiện tại bây giờ nó có một cái triết lý người ta gọi là triết lý sang trọng và hạnh phúc. Giả sử như là cùng một cái không gian đẹp mà mặt đường cũng như là lại là cái công việc kinh doanh vàng bạc của mình như thế, nhưng mà mình lại làm một cái tranh máy hoặc là nó đơn thuần quá chẳng hạn, em nghĩ là những cái gì rẻ thì nó sẽ không thể nào mà không trường tồn. Vâng, nó không thể truyền tải được những cái, một là ý nghĩa và cái thứ hai nữa nó là một cái sự độc bản. Những cái gì nó gọi là lịch sử. Vâng. Những cái gì nó gọi là tinh hoa thì phải là con người làm ra. Vâng. Máy móc có thể thay con người ở một số vị trí. Vâng. Còn những cái gì nó là nghệ nhân thì phải để cho nó là nghệ nhân. Vâng. Chứ mình không thể lấy máy móc thay cho ông nghệ nhân được. Máy có thể làm ra những cái tranh nọ, tranh kia, chép tranh như là thật. Vâng. Nhưng không bao giờ thay được cái tranh công nghệ. Vâng. Những cái gì nó là nghệ nhân thì phải để cho nó là nghệ nhân. Vâng. Máy móc thì có những cái thứ bình thường. Vâng. Theo quan điểm của tôi là như thế. Theo em thì kể cả trong nghề thì hai cái từ nghệ nhân nó liên quan đến, thứ nhất là trình độ. Trình độ. Thứ hai năng lực. Cái độ khéo léo. Và cái kỹ xảo. Cái kỹ xảo, độ khéo léo. Dồn vào một cái tác phẩm thì những cái đấy nó mới tạo lên được. Chứ còn đôi khi cái máy nó làm dập liên tục được, nó ra sản lượng. Đúng rồi, nhưng nó nhanh, nó không tinh. Cái sức lực cũng như là cái sức sản. Nó nhanh thì nó không tinh. Vâng. Những cái đường nét, ví dụ máy thì 100 bộ như 100, 100 bức tranh như 100. Vâng. Nhưng mà đã là cái gì nó là làm bằng tay thì nó có sức sáng tạo. Vâng. Của con người, nó có trí tuệ con người đổ vào thì nó phải khác đi chứ. Thậm chí chính cái bức bách tử đồ này là em làm bức này là bức thứ hai. Okay. So với bức trước là nó đã khác hoàn toàn về bố cục rồi. Nó không có cái gì là giống nhau, nó không có sao chép. Vâng. Nó không có dập khuôn nhau 100%. Tất nhiên nó có những cái sáng tạo con người. Nó đi vào. Thậm chí ngay kể cả trên bức tranh có mấy đứa bé bơi qua đảo mà trèo cây đào đấy cũng. Đúng không? Nó có cái nó có biến tấu đi một tí. Vâng. Cái bức này nhìn thoáng qua thì có vẻ nó giống cái bức kia. Vâng. Nhưng kỳ thực thì nó lại không hoàn toàn là giống. Đúng. Đấy, đấy là cái hay của cái làm tay. Vâng. Còn làm máy thì trăm cái như trăm. Vâng. Hôm nay đến chơi với anh. Ừ. Anh cảm ơn em. Có nhiều sức khỏe và kinh doanh thì ngày càng thành đạt. Okay. Cũng như là sưu tầm được thêm rồi, rất là nhiều nhất định cái rồi. Tác phẩm. Khi nào mà có nhã hứng, anh lại tìm đến em. Dạ vâng. Nhá, giới thiệu bạn bè đến cho em. Ok. Dạ vâng, nhá. Cảm ơn anh. Rồi.